Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và chắc hẳn là các bạn tân sinh viên của chúng ta đang chuẩn bị đón chào những cái giây phút háo hức, náo nức để mong chờ nhất khi mà chúng ta vào trường đại học, đúng không? Các bạn vừa mới trải qua một kỳ thi trung học phổ thông cũng khá là gian lao và vất vả, mình biết mà. Nên là nếu bây giờ lại bắt các bạn phải lựa chọn là sẽ mua chiếc laptop nào để đi học đại học nữa thì thật là vất vả. Hãy để mình đưa sự lựa chọn cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ có hai phần, thì phần này mình sẽ bắt đầu từ những chiếc laptop trong phân khúc từ 10 cho tới 15 triệu đồng. Ok, bắt đầu video của mình nào. Và mình là Công, tới từ Review OS. Đến với vị trí đầu tiên, chúng ta sẽ có Acer Aspire 3 A315. Acer Aspire 3 là sản phẩm laptop với mức giá từ 10.390.000 đồng, mục đích hướng tới đối tượng sinh viên và nhân viên văn phòng. Với thiết kế gọn nhẹ, cấu hình ổn định, Acer Aspire 3 chính là người bạn đắc lực trong cả học tập và làm việc. Là một sản phẩm giá rẻ, Acer Aspire 3 15 AMD mang trên mình thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, không có chi tiết thừa nhưng vẫn đầy tinh tế. Máy có trọng lượng tương đối nhẹ, chỉ 1,7kg, rất phù hợp để linh động mang theo bên mình tới trường học hay các cơ quan. Ngoài ra, máy có thể gập mở 180 độ, tuy là một chiếc máy giá rẻ nhưng máy vẫn được trang bị vỏ nhôm nguyên khối chống bám vân tay, đảm bảo tính thẩm mỹ. Acer Aspire 3 vẫn sở hữu màn hình 15,6 inch với độ phân giải Full HD. Tấm nền IPS của máy sẽ mang tới trải nghiệm thị giác tốt hơn ở mọi góc độ. Bàn phím trên Acer Aspire 3 15 AMD còn là dạng phím full size, được bố trí khá là hợp lý, hành trình phím đủ sâu và có độ nảy tốt, cảm giác gõ êm tay và không phát ra tiếng ồn. Acer Aspire 3 được trang bị cấu hình CPU Ryzen R3 3250U tiết kiệm điện, cùng card đồ họa tích hợp là Radeon Vega, RAM 4GB và SSD 256GB. Nếu như bạn muốn nâng cấp, RAM có thể nâng tối đa 12GB và ổ cứng nâng tối đa 2TB. Với dung lượng RAM 4GB thì có vẻ khá khiêm tốn khi mới mua về, nên là mình khuyên các bạn chúng ta nên lắp thêm một thanh RAM 4GB nữa có cùng thông số như là thanh RAM tích hợp ở trong máy. Điều này sẽ giúp bạn có cái trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn, cũng như là sẵn sàng cho việc cập nhật Windows 11 sắp tới. Máy có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu về học tập, làm việc và giải trí nhẹ nhàng của người dùng. Ngoài ra thì Acer Aspire 3 hoàn toàn có thể sử dụng để chỉnh sửa ảnh và video cơ bản, thiết kế 2D hoặc là chơi một số tựa game không đòi hỏi cấu hình cao như Liên Minh Huyền Thoại hoặc là Valorant. Acer Aspire 3 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm hai cổng USB-A 3.1 Gen 1, một cổng USB-A 2.0 để kết nối chuột rời, một cổng HDMI, cổng mạng RJ45, một jack cảm âm thanh 3.5. Đây đều là những chuẩn kết nối khá là thiết yếu để phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc của người dùng. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tới với mẫu của nhà MSI, đó chính là Modern 14 B4M290VN. Điểm nổi bật nhất về hình thức của chiếc laptop này đó chính là chỉ có độ dày 16,9mm và cân nặng 1,3kg, siêu nhẹ chuẩn Ultrabook. Máy được hoàn thiện với chất liệu kim loại nhôm nên là tản nhiệt sẽ tốt hơn chất liệu nhựa. Với độ bền tiêu chuẩn quân sự, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, dù có rơi, va đập cũng không ảnh hưởng nhiều đến linh kiện bên trong máy. Màn hình của mẫu laptop này có thông số 14 inch Full HD 60Hz 45% NTSC và là màn hình IPS, rất phù hợp với đại đa số người dùng, đặc biệt là với viền mỏng cho cảm giác nhìn rất là đã mắt. Về phần hiệu năng thì MSI Modern 14 B4M được trang bị con chip AMD Ryzen 3 4300U 4x4 luồng, RAM 8GB DDR4 256GB SSD NVMe, card đồ họa AMD Radeon Graphics. Với cấu hình trên thì bạn có thể an tâm về việc update Windows 11 cùng với các tác vụ chỉnh sửa cắt ghép cơ bản, chơi những tựa game giải trí nhẹ nhàng. Đặc biệt là trên mẫu laptop này được trang bị chuẩn kết nối Wi-Fi không dây 6 cùng với công nghệ Bluetooth 5.1 xịn sò. Chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng khi công nghệ kết nối không dây trên laptop đã chạm đến những mẫu Ultrabook cao cấp. Về cổng kết nối thì MSI Modern 14 B4M được trang bị hai cổng USB Type-A 2.0, một cổng USB-C 3.2, nhưng lưu ý là cổng này chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu, không hỗ trợ sạc, một cổng HDMI, một jack 3.5 và một khe thẻ SD. Với viên pin 39Wh, dự kiến có thể giúp bạn on-screen được trong khoảng từ 5 cho tới 6,5 tiếng. Với mức giá 13.690.000 đồng thì không quá khó để bạn có thể sở hữu được một chiếc máy tính xịn sò như thế này. Và với những option trên thì mình cảm thấy đây là mẫu máy tính đáng mua trong khoảng 13 tới 14 triệu đồng, rất phù hợp với những bạn sinh viên và nhân viên văn phòng. Và mẫu sản phẩm cuối cùng mình muốn gửi tới các bạn ở trong video này đó chính là Lenovo IdeaPad 3 14. Là một sản phẩm hướng tới đối tượng sinh viên và dân văn phòng, Lenovo IdeaPad 3 được thiết kế theo hướng tối giản, phù hợp với nhiều môi trường khác nhau từ trường học cho tới văn phòng. Trọng lượng khoảng 1,4kg, cùng thiết kế nhỏ gọn, người dùng hoàn toàn có thể bỏ Lenovo IdeaPad 3 vào túi sách để mang theo tới bất kỳ đâu. Lenovo IdeaPad 3 có kích thước màn hình 14 inch vừa phải cho nhu cầu sử dụng. Độ phân giải của máy là Full HD cho chất lượng hiển thị tương đối sắc nét với độ phủ màu là 60% sRGB. Có thể xem phim, làm việc và giải trí trên màn hình này một cách vô cùng thoải mái.
Về bàn phím thì sẽ là một điểm cộng ở trên chiếc máy này khi phím bấm được sắp xếp với một layout rất hợp lý, khoảng cách giữa các phím vừa đủ, hành trình phím có độ sâu tương đối tốt, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng và đặc biệt nó không gây ra tiếng ồn như là bàn phím cơ. Hiệu năng cực kỳ ấn tượng với bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5500U cùng khả năng xử lý tốt mọi tác vụ cơ bản hàng ngày đến làm công việc đồ họa nhẹ nhàng như là chỉnh sửa cắt ghép video cơ bản. Lenovo IdeaPad 3 được trang bị thanh RAM 8GB cùng với ổ cứng SSD 512GB và nếu như bạn muốn nâng cấp thì RAM có thể lên tối đa 128GB, SSD có thể lên tối đa là 2TB. Máy sẽ đảm bảo cho mọi hoạt động của người dùng được xử lý nhanh chóng cùng với sự đảm bảo update Windows 11 sắp tới một cách an tâm mà không bị lo về lỗi thiếu phần cứng. IdeaPad 3 được trang bị cổng kết nối rất đa dạng giúp người dùng có thể dễ dàng là truyền dữ liệu và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi ở bên ngoài. Máy sẽ bao gồm một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A, một khe thẻ nhớ SD, một cổng HDMI hỗ trợ xuất hình ảnh và một jack cắm tai nghe 3.5. Với số lượng cổng kết nối như trên thì Lenovo IdeaPad 3 đã có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của một người sử dụng. Vì là một sản phẩm mỏng nhẹ với tính cơ động cao, Lenovo đã trang bị cho máy viên pin dung lượng 38Wh, đảm bảo thời gian hoạt động liên tục từ 5 tới 6 tiếng. Đến đây thì mình vừa chia sẻ xong với các bạn những mẫu laptop mà mình thấy rằng đáng mua nhất dành cho tân sinh viên 2021 trong phân khúc giá từ 10 tới 15 triệu đồng. Và các bạn thấy sao về ba mẫu laptop này, cũng như là các bạn có ý kiến gì hay là bổ sung thêm gì cho mình, mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video nhé. Anh em có câu hỏi gì thì cũng đừng ngại đặt luôn ở phần bình luận, mình sẽ trả lời các bạn ở dưới đó. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS. Đừng quên là bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.